Hôm nay ai muốn nghe chuyện ma nào? Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Hạt Giống Bất An, chương trình kể chuyện tâm linh của Kevin Bùi. Các bạn thân mến, hôm nay Vinh sẽ lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện mà Vinh đã được chứng kiến hoặc trải qua, cũng như là những câu chuyện mà các bạn gần xa đã gửi về cho Vinh qua email. Và nếu như các bạn nào có những câu chuyện tâm linh hay muốn chia sẻ thì đừng ngần ngại gửi ngay về với email hatgiongbatan@gmail.com hoặc là qua số điện thoại Zalo cũng như là fanpage Facebook. Vinh sẽ để những thông tin đó ở phần chú thích của chương trình nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn. Và để không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện của ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay sẽ là tập hợp những câu chuyện tâm linh có liên quan đến khu vực bệnh viện các bạn. Thì như chúng ta đã biết, bệnh viện ngoài là nơi để chữa trị cho bệnh nhân thì nơi đây cũng là nơi có rất là nhiều những lời đồn đại, ma quái và bí ẩn xung quanh. Câu chuyện này được kể lại từ một bạn nam các bạn. Bạn nam này là bác sĩ ở trong một cái phòng, mà cái phòng này bạn gọi là phòng hồi sức tích cực các bạn. Thì phòng hồi sức tích cực là gì? Là nơi mà những cái bệnh nhân nào bị những cái bệnh rất là nặng hoặc là trong cơn nguy kịch sẽ được đưa vào trong đây để mà các bác sĩ chăm sóc. Thì bạn là một bác sĩ ở trong phòng hồi sức tích cực. Ngày hôm đó là ngày mà bạn làm việc vô cùng mệt mỏi và nhiều bệnh nhân các bạn, nên là bạn mới quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút bằng cách là phải chợp mắt. Thì khi mà bạn chợp mắt thiêu thiêu đang ngủ thì tự nhiên cái bạn cảm nhận giống như là có một cái bàn tay đang nắm chân bạn giật giật. Và vừa giật thì có một giọng nói của một người đàn ông vang lên các bạn. Người đàn ông nói như thế này nè. Vinh sẽ ví dụ một con số của một cái giường thôi nha các bạn. Còn thật sự thì giường đó là giường gì thì bạn không có miêu tả. Thì cái giọng nói của người đàn ông đó nói thều thào các bạn. Và vừa nói vừa giật chân bạn và như thế nè. Cậu ơi cậu, cậu ơi, cái ông mới nằm ở giường số 5, ổng chết rồi. Cậu lại cậu cấp cứu ổng đi cậu. Thì khi mà bạn nam này vừa nghe, bạn giật mình, bạn dòm xung quanh xem ai đang nói, thì bạn không nhìn thấy ai hết các bạn. Cảm giác giống như là mình đang bị mớ ngủ, cho nên là bạn mới quyết định nằm xuống và ngủ một lần nữa. Thì khi bạn đang thiêu thiêu vào giấc một lần nữa thì lại hiện tượng đó xảy ra. Lại là một cái bàn tay lạnh toát nắm chân bạn và cùng với giọng nói của một người đàn ông. Người đàn ông đó kêu: Cậu ơi, người đàn ông ở giường số 5 chết rồi, cậu cấp cứu đi cậu ơi. Bực mình quá nên bạn nam mới choàng tỉnh dậy luôn các bạn. Và bạn mới mặc đồ flu trắng vào và đến monitor theo dõi bệnh nhân để mà xem chuyện gì đang xảy ra. Thì khi mà bạn xem thì đúng là như vậy. Người bệnh nhân ở giường số 5 đã tắt thở. Vậy thì sao? Vậy thì phải chăng giọng nói và đôi bàn tay kéo chân của bạn có phải là chính là vong linh của người đàn ông đã mất ở giường số 5 đó kêu cậu dậy để mà phát hiện ra ông ấy đã mất rồi hay không? Tiếp đó không lâu thì cũng ở ngay cái phòng hồi sức tích cực đó, nhưng mà lần này thì bạn nam này được nghe câu chuyện từ một bệnh nhân của bạn kể lại. Bệnh nhân này kể rằng khi mà bệnh nhân này đang nằm ở trên giường bệnh thì các bạn cũng biết được rằng là giường bệnh ở trong phòng hồi sức cấp cứu cũng có hạn, nhưng mà bệnh nhân ra vào thì rất thường xuyên, cho nên là sẽ có những người khỏi bệnh nhưng có những người mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại. Vậy thì trên một chiếc giường đó có rất là nhiều người đã nằm và có rất nhiều người đã ra đi. Oán khí trên cái giường bệnh đó phải nói là cực kỳ lớn các bạn. Thì người bệnh nhân này, người này bệnh và trong cơn nguy kịch thì có nghĩa là sinh khí người này đang rất là yếu. Ông ấy đang nằm ở trên giường bệnh thì ông ấy kể rằng là một ngày hôm đó thì ông ấy đang nghỉ ngơi, bỗng nhiên cái lờ mờ thấy hình dáng của một người đàn ông. Người đàn ông này chậm rãi bước lại và gương mặt rất là dữ tợn và nói là ông ta tên là Thành, và cái tên này cũng là cái tên mà mình tự đặt cho các bạn. Ông ấy là nói là: tao là Thành, mày là ai mà mày nằm vô cái giường này? Biến khỏi đây cho tao. Sao mày dám giành giường của tao? Thì lúc đó cái chú bệnh nhân này đang mệt, không có trả lời được các bạn, nhưng mà vẫn nghe cái người đàn ông nói rõ mồn một bên tai như vậy luôn.
Ông này vẫn chửi tiếp: Mày đi liền, tao không có cho mày ngồi và nằm ngay cái giường này. Mày đi liền ngay tức đây là chỗ của tao nghe chưa? Sau khi mà nghe như vậy, chú này sợ quá. Nhưng mà đợi đến khi mà khỏe lại á, mới gặp bác sĩ, mới gặp y tá để mà kể câu chuyện này lại và yêu cầu phải đổi giường bệnh ngay lập tức các bạn. Thì các y tá và bác sĩ cũng đâu có biết làm gì đâu, phải chấp nhận cho chú này đổi giường bệnh. Thì khi mà đổi xong rồi thì mọi chuyện mới im xuôi. Đó các bạn, đó là câu chuyện mà một bạn nam làm ở phòng hồi sức cấp cứu tích cực đã kể lại cho chúng ta. Câu chuyện tiếp theo, câu chuyện này được xảy ra ở một bệnh viện rất lớn ở thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Bệnh viện này mình xin được giấu tên, tuy nhiên đây là một bệnh viện đa khoa rất lớn. Và câu chuyện này cũng là một bạn nam kể lại. Bạn kể rằng á, là ngày hôm đó là ngày mà bạn phải lên để mà chăm sóc bệnh nhân. Và bệnh nhân của bạn chính là chú ruột của bạn. Bạn phải lên thăm nuôi. Chú ruột của bạn bị viêm gan B ở giai đoạn cuối và đang rất nguy kịch. Và do chú làm ở quân đội cho nên là có rất là nhiều những cái bạn là gọi là bộ đội để mà vào thăm nuôi cho chú. Thì trường hợp của chú, bác sĩ yêu cầu là phải dùng bóng hơi để mà bóp 24/24 các bạn. Và thay phiên nhau mà bóp, rất là nguy kịch rồi. Trong phòng bệnh của chú còn có thêm, ban đầu có thêm 10 bệnh nhân. Nhưng mà sau thời gian thì những người này đều đã qua đời. Thì chú của bạn này sau một thời gian nằm viện cũng không có chống chọi được với bệnh nên cũng qua đời luôn các bạn. Nhưng mà không biết do cái vấn đề gì mà gia đình mới quyết định là phải lẹ gấp rút đưa chú về nhà, về quê để an táng. Bạn cũng không biết là chuyện gì mà phải đưa về gấp như vậy. Nhưng mà trước khi về còn một số thủ tục giấy tờ cần phải giải quyết. Và gia đình yêu cầu là bạn phải ở lại, bạn phải ở lầu 8 để mà làm những giấy tờ của bác sĩ đưa các bạn. Thì sau khi mà bạn nhận giấy tờ của bác sĩ xong các bạn, thì bạn mới vô thang máy. Thì đi cùng thang máy với bạn có hai bạn nữ nữa. Thì hai bạn nữ này là tầm bạn miêu tả là 15-16 tuổi thôi. Thì trong cái lúc mà thang máy đang đi xuống, tự nhiên hai cái cô này nhìn nhau cười khúc kha khúc khích các bạn. Vừa cười cái vừa nói như vậy nè: Giờ này mà đi thang máy chắc ghê lắm ha. Mà hai người này vừa nói vừa nhìn nhau cười. Cái bạn thắc mắc, bạn tự nghĩ: Trời đất ơi, tự nhiên cái đang đi thang máy mà nói như vậy. Mà bạn cũng không có nghĩ gì nhiều các bạn. Sau đó thì bạn cũng đi về bình thường. Cho đến một ngày sau, khi mà bạn về nhà, bạn mới gác tay lên trán bạn suy nghĩ các bạn. Tự nhiên cái bạn mới chợt nhận ra: Ủa, hồi cái lúc mà từ tầng 8 đi vô thang máy thì bạn đi một mình đâu có ai đâu. Mà từ tầng 8 đi xuống cũng đâu có mở cửa để mà đón người nào. Vậy tự nhiên hai cái cô bé đó là ở đâu ra? Lúc này bạn mới nhận ra các bạn, bạn tự hỏi như vậy. Tự nhiên ở đâu ra mà vừa nói vừa cười mà vừa nói: Giờ này đi thang máy ghê quá ha, chắc ghê lắm ha. Bạn nhớ tới đây bạn nổi da gà các bạn. Mà bạn còn nói như vậy nè: Lúc mà thang máy đi xuống tầng trệt á, khi mà cửa thang máy vừa mở ra, hai cô này nắm tay nhau chạy cái ùa ra ngoài, ùa như một cơn gió. Và bạn nói người bình thường không có chạy như vậy đâu, nhưng có chuyện gì rất là gấp mà vừa chạy vừa cười. Đó các bạn. Vậy thì tự hỏi hai người đó là ai, tự nhiên xuất hiện trong thang máy mà lại nói cái câu đó. Mà theo bạn quả quyết rằng thang máy chưa hề một lần dừng để mà đón người. Câu chuyện dừng lại ở đó các bạn. Câu chuyện tiếp theo, câu chuyện này cũng xảy ra tại một bệnh viện ở Sài Gòn. Tuy nhiên bệnh viện này có khoa sản phụ. Và câu chuyện được kể lại từ một bạn nữ và những người bạn của bạn khi làm thực tập sinh ở bệnh viện này. Bệnh viện này có tên gọi tắt là HV các bạn, và mình sẽ không gọi tên thật của bệnh viện ra. Bạn kể lại rằng á, thì bạn và các bạn của bạn làm thực tập sinh ở khoa sản phụ của bệnh viện và làm công việc là chăm sóc cho các em bé mới sinh. Ngày hôm đó là tờ mờ sáng, lúc đó thì các bạn mới thức dậy để mà chuẩn bị mọi thứ, chuẩn bị mà khoảng từ 7 giờ mở bệnh viện cho người thân đến thăm nuôi các bạn. Thì lúc đó là 5 giờ, bạn nói là 5 giờ sáng thôi, tự nhiên có một cái tiếng gõ cửa. Bạn tới mở cửa ra thì đó có, bạn thấy có một người phụ nữ. Người phụ nữ này á, ăn mặc cũng bình thường thôi.
Và cái cô này á, gương mặt có vẻ rất là buồn bã. Cô mới nói với các bạn á là: mấy cô ơi, mấy cô làm ơn á, cho tôi thăm cháu, cháu Chi với. Và cũng là tên mình tự đặt nha các bạn. Mấy cô làm ơn cho tôi thăm cháu Chi với. Cháu Chi của cái cô sản phụ tên Hương á, cho tôi gặp cháu với. Thì mấy bạn này á, sau khi nghe như vậy cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Tại vì sao? 5 giờ là quá sớm. Mà 7 giờ sáng á, thì bệnh viện mới mở cửa cho thăm nuôi các bạn. Mấy bạn này mới nói là thôi bây giờ chị đứng ở đây đi. Chị đợi em vô em hỏi trưởng khoa cái rồi em ra em báo với chị. Cô này cũng đồng ý và những bạn này vô hỏi trưởng khoa. Trưởng khoa mới chấp nhận cho chị này thăm, nhưng mà với điều kiện là không được bước vào mà chỉ đứng ở ngoài nhìn thôi. Thì lúc đó cái bạn nữ này mới vô ẵm cái cháu bé Tinh Chi đó ra. Ẵm trên tay như thế này nè các bạn, và cho cái cô đó cổ nhìn. Cái cô này, cái người phụ nữ này nhìn cái cháu bé đó gương mặt buồn rười rượi. Nhìn cháu bé đó 5-10 phút thì cổ mới quay lưng cổ bỏ đi không nói một lời nào. Thấy cái người này cũng hơi lạ lạ, nhưng mà bạn cũng không nghĩ gì nhiều, bạn mới trở vô. Cho đến 7 giờ sáng hôm sau thì bên bệnh viện mới báo về một tin. Đó là sản phụ tên Hương, người mà phụ nữ lúc 5 giờ sáng muốn thăm con các bạn, đã qua đời. Và qua đời vào lúc 5 giờ sáng. Và khi cô này qua đời á, bệnh viện mới chuyển cô này qua bên Chợ Rẫy để mà cấp cứu, nhưng không kịp các bạn. Vậy thì có lẽ nào khi các bạn kiểm tra lại thì đúng chính xác, gương mặt của người bệnh nhân tên Hương này đã qua đời giống y như là người phụ nữ đến thăm đứa bé vào lúc 5 giờ sáng các bạn. Vậy thì có lẽ nào đó chính là vong linh của người phụ nữ đã qua đời, người mẹ đã qua đời, mong muốn nhìn thấy mặt con mình lần cuối nên quay về chăng? Câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam kể rằng á, là dì ba của bạn sống chung trong một xóm gần nhà với một cặp vợ chồng trẻ, mới chuyển về đó ở tầm 6-7 tháng nhưng đã kết hôn được 2 năm. Thì cái cô vợ này sau khi mà mang bầu á, vô cái bệnh viện đó, trải qua một câu chuyện kinh hoàng á, mới kể lại cho dì ba của bạn nghe. Chị đó kể rằng ngày hôm đó thì chị á, mang thai và chị đang chờ sinh các bạn ở trong bệnh viện. Thì vào đêm hôm đó chị mới mắc vệ sinh quá đi. Nhưng mà chị cũng thương chồng mình, thấy chồng mình đang ngủ ngon, chị cũng không kêu chồng mình dậy. Thì chị mới quyết định đi một mình. Chị đi vô trong nhà vệ sinh. Hôm đó là tầm nửa đêm, chị đang đi vệ sinh. Khi mà đi vệ sinh ra, tự nhiên sắp bước ra cửa, chị nghe có tiếng dội nước, tiếng giật bồn cầu dội nước. Chị thấy lạ lắm, chị tự hỏi: ủa, hồi nãy rõ ràng là mình vô có một mình thôi, mình vô có một mình, vậy thì tự nhiên ở đâu ra tiếng giật bồn nước đó các bạn? Chị mới thắc mắc. Chị nghĩ không lẽ biến thái nó tới nó rình mình nãy giờ hay sao? Đó. Thì không nghĩ nhiều, chị mới bản tính tò mò của con người mà các bạn, mà chị này đang mang thai mà chị tò mò, chị mới lại gần. Chị mới nghĩ á, là trong cái phòng này có 5 phòng, thì mình đặt là phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5 đi. Thì phòng 1, phòng 2, phòng 3 là 3 phòng này gần ánh đèn nhất, có ánh sáng nhất, nhưng lại không có người đi. Vậy thì tại sao lại không đi 3 phòng đó mà lại đi phòng 4, phòng 5 là cái phòng cách xa ánh đèn và nó tối tăm như vậy? Tại sao lại như vậy? Đúng không? Nhưng mà nghĩ vậy thôi các bạn, thì chị đó cũng tới chị xem chuyện gì xảy ra. Khi chị vừa tới á, thì đột nhiên có 2 bàn chân của người đàn ông lò ra từ dưới phía cửa nhà vệ sinh. Và phía cửa đó là phía cửa của nhà vệ sinh số 4. Tại vì nhà vệ sinh số 5 đã hư cửa rồi, và hư cửa thì không ai xài. Tự nhiên có 2 cái bàn chân của người đàn ông lò ra ở dưới cửa. Chị lúc này cảm thấy ghê rồi các bạn, giật mình rồi. Trời, này là nhà vệ sinh nữ mà tự nhiên có 2 bàn chân của người đàn ông, là ai? Đó. Thì khi mà bà chị nhìn thấy 2 cái bàn chân này, tự nhiên cái 2 bàn chân nó rút vô các bạn. Lại bản tính tò mò, chị lại tới chị coi. Chị khum người chị dòm vô trong cái khe cửa đó. Thì chị kinh hãi tột độ khi mà thấy cái chân này nó cách mặt đất 20cm các bạn. 20cm mà không có ai ngồi trên bồn cầu hết.
mà cái chân nó cách mặt đất 20cm. Quá sợ hãi, chị mới lẹ chạy ra khỏi cửa. Vừa chạy tới gần cửa, chị vừa nhìn xuống dưới sao coi nó có rượt mình hay không. Thì khi mà chị nhìn dưới sao các bạn, thì chị kinh hoàng tột độ gấp 5 lần khi mà chị thấy ở trên bệ cửa phía trên có một cái đầu đang lò lên. Cái đầu đó theo chị miêu tả là nó trắng bệch, trắng như bột, mà hai con mắt đỏ lồm đang nhìn chăm chăm vô chị. Chị vừa lết ra cửa thì cái đầu nó lò lên và hai con mắt nó nhìn chăm chăm vô chị như muốn ăn tươi nuốt sống chị các bạn. Rợn hết cả da gà. Kể tới đây mà mình còn nổi da gà các bạn. Các bạn thử tưởng tượng cái hình ảnh nó có kinh dị tới cỡ nào. Tự nhiên cái đầu, hai con mắt nó dòm vô mình một cách chăm chăm. Quá sợ hãi rồi chị mới chạy về phòng liền. Chị mới giật chồng mình dậy. Chị nói anh ơi em gặp ma, anh ơi em gặp ma, chuyển viện liền cho em. Anh chồng là anh không tin. Anh mới trấn an chị này. Thì trấn an xong chị cũng yên tâm chị ngủ. Thì sáng hôm sau cái anh này anh cũng kể lại á, là khi mà anh ngủ anh có cảm giác giống như là có người nào đó đi qua đi lại ngoài cửa để mà nhìn vô trong bệnh viện, nhìn vô trong căn phòng này. Và cái anh này anh cũng ớn lạnh các bạn, nên là sáng hôm sau anh liền quyết định chuyển viện cho vợ mình ngay lập tức. Thì sau câu chuyện này cái chị này mới kể lại cho dì ba nghe. Dì ba cũng khuyên hai vợ chồng này lên chuyển viện. Thì chuyển viện rồi thì không chuyện gì xảy ra nữa các bạn. Vừa rồi là những câu chuyện đã xảy ra trong bệnh viện các bạn. Các bạn cảm thấy như thế nào? Có quá kinh dị hay không? Bệnh viện thường là nơi chữa trị cho bệnh nhân và cũng là nơi rất nhiều người đã qua đời các bạn. Vậy thì cái việc mà có vong linh hay những hiện tượng kỳ quái diễn ra ở khu vực này là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, đây là những câu chuyện mà các bạn đã gửi về cho chương trình. Và khi nghe xong các bạn thì chúng ta cũng biết được là gì. Bệnh viện là nơi có nhiều vong linh. Nên là khi làm gì thì tốt nhất chúng ta đừng nên phỉ báng hay là làm những chuyện không nên các bạn, vì có thờ có thiên, có kiêng có lành. Chúng ta hãy sống và với một cái tâm tôn trọng thì chắc là sẽ không có ai dọa mình đâu các bạn nhỉ. Rồi, vậy thì vừa rồi cũng là những câu chuyện Vinh đã chia sẻ và đã kết thúc tập ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình. Và nếu như các bạn nào có những câu chuyện hay muốn chia sẻ thì đừng ngần ngại gửi ngay về email hạtgiongbatan@gmail.com hoặc là qua Zalo cũng như là qua fanpage của chương trình nhé các bạn. Vinh đều để những cái thông tin đó ở dưới phần chú thích. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở tập tiếp theo. Chúc các bạn có một đêm ngủ thật ngon nha. Xin chào.